Hôm nay đi ăn cưới chị đi bao nhiêu tiền? Ủa, sự của mình là niềm vui của gia đình mà. Ủa? Ê, Fanny đi đám cưới không bao giờ đi tiền nha mọi người. Mọi người để ý nha. Ủa, gì vậy? Ai mà mời Fanny đám cưới là nhớ kiểm tra cái phong bì Fanny có để tiền không nha. Không có đi phong bì sao nhưng mà thôi. Sao đám cưới á, sao đám cưới á mình làm mấy mâm? 10.000 mâm. Có 10 ai mà đâu nữa vậy? Mỗi người 1 mâm. Đâu mỗi người 10 mâm. Đang khuyên là mọi người nói sao? Mỗi người 10 mâm làm mỗi người 10 mâm sao? Sao? Rồi rồi, thấy giống nhau giống nhau rồi. Anh ơi, có làm sao không? Trời bữa là chất lượng luôn á. Tại vì hồi nãy anh Thịnh làm bể á, em sợ anh bị té á. Anh có chào không? Con chào hả? Ơ, chưng chưng nha. Ok nhu. Nha. Ừ, xin. Chưng bé không? Chua mỏ lên. Thơm bé cay. Cực quá à. Ăn. Em đám cưới mà cực quá. Hello. Hai mươi mấy cây lận nha mọi người. Hồi nãy chưa kịp quay. Nhà có hỷ. Hiện tại thì tụi mình đang đi ăn đám cưới của ai mọi người? Của Linh và Đạt hả? Lan và Điệp. Không, em nhưng mà em muốn đi ăn đám cưới. Lan và Điệp, không phải Lan. Đi ăn cái đám cưới gì mà xa. Anh đi đây bao nhiêu cây? Nãy em đi từ một người qua cho nên là 12 cây. Tuổi. Ngoài là đi phượt luôn. Mà anh là 20 mấy, 22 cây, 22 phải mấy cây ấy. Không, nếu mà từ nhà em qua đây thì cũng gần. Từ nhà em qua đây thì cũng có 11 cây. Thì đến đấy thì ý là nó cũng không hơi hai mấy cây. Nhưng mà đi ăn cưới hai mấy cây mà không bị bao nhiêu. Không bị bao nhiêu á, bọn anh đi một cây vàng. Em đi 300 mà 300 chỉ vàng. Không, em đi 3 chỉ. Xem đi trễ hoài mày Tùng. Sao em trễ hoài cả đoàn đời em. Trời ơi, em trễ lắm luôn đó mọi người. Mọi người thay áo dài luôn rồi. Em đi sau lưng em mà, mọi người nói gì vậy? Hai đứa nó quay cảnh khác. Không. Nè, con này xài nè. Là ủa? Anh ơi, anh Minty nói em là kia kìa. Cứ ở trong. Vui mà. Đúng mà. Quá trời rồi. Quá trời trễ rồi, trễ nhưng mà phải lo con xe nha, xe trễ nha, cứ trễ nha trời. Trời ơi là trời. Trời ơi con xa thứ gì trời. Quay mãi chưa tới luôn á. Đem bay lâu lắm rồi. Gia đình mình hỗ trợ được không? Em stand by cỡ 30 phút rồi đó. Ý là em stand by đợi mọi người đi về phía này nè. Rồi nè, góc đang đẹp lắm. Nhìn đồ đánh chắc. À, sơn bơ. Yeah. Hello, chào bạn. Ê, góc này em nhìn mặt em ok quá nè, em không cần phải tăng cân nữa. Phim là mình quay đấy luôn nhỉ? Quay đấy đúng. Quay đấy thế nào? Thế là đầu tiên là góc là... Chị mày đi ăn cưới chị đi bao nhiêu tiền? Sự nhiên của mình là niềm vui của gia đình mà. Ủa? Ê, Fanny đi đám cưới không bao giờ đi tiền nha mọi người. Mọi người để ý nha. Ủa, gì vậy? Ai mà mời Fanny đám cưới là nhớ kiểm tra cái phong bì Fanny có để tiền không nha. Không có đi phong bì sao nhưng mà thôi. Thôi em thấy đám nhà em cũng xa chứ không đi đâu. Thôi không có gì hết, mình đỡ quá. Thôi hai đứa mình cấn đi. Ừ, thế thế thì cũng ok. Cấn đi. Ừ, mà chị cưới trước em mà. Ờ, không kệ đi. Hay là đi trước thì về đi, bữa sau đi lại cho. Nè, có cây này lấy đi. Có một cây này lấy đi. Sao đám cưới á, sao đám cưới á mình làm mấy mâm? Sao đám cưới mình làm bao nhiêu mâm? 10.000 mâm. Có 10 ai mà đâu nữa vậy? Mỗi người 1 mâm. Đâu mỗi người 10 mâm. Đang khuyên lỡ mọi người nói sao? Mỗi người 10 mâm làm một chiếc. Mỗi người 10 mâm sao? Sao? Làm 10.000 mâm. Rồi rồi, thấy giống nhau, giống nhau rồi, 100 mâm. Thì tiền anh kiếm đâu ra mà anh làm dữ vậy? Mỗi mâm 1 món. Đẹp. 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 Đẹp
à, chị cầm góc này chụp quay cho anh đẹp nè. Đẹp quá hả? Nhưng mà nhìn em mắc cười quá. Cô ơi, quá giờ cô đâu có gửi hết quá trời luôn. Để xong rồi vẫn thích làm cô giao nha. Cuối cùng cũng được lấy chồng rồi. Chờ chuyện bí, tí nữa là có quan băng cưới đó, nhớ là cái chồng. Quan băng cưới kìa bà. Xin thấy không nhỉ? Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Chưa có nhu cầu lắm. Tự nhiên tôi đã quan băng cưới cái cửa hàng. Không ai lụm. Chắc kìa. Không quan trọng mời cũng không đi à? Người ta quan trọng ở nhau, tấm lòng đúng không em? Đúng rồi. Trời ơi, mục đích tụi em quay clip này là để tụi em được mời mà sao giờ thì đúng không chị? Đúng rồi. Ê, thôi mình ở nhà mình cũng đã tốn tiền đúng không? Ờ đúng rồi đấy chị ơi. Một tiếng nữa. Em gửi 200 cũng lấy đi chứ, không có tiền. Mở cái mã QR ra đây. Cho mọi người vô quét mã thôi. Không có mã. Đó, em thấy phải hết đi. Em thấy phải hết đi. Hỏng tại hỏng vừa rơi vỡ màn hình rồi. Trời ơi. Cô vô giấy khách mời đến tận đâu luôn á. Đây. Mẹ bà má từ đời bà ngoại bà cố đã lại cho em đó. Sao em thấy hôm nay chú rể hồi hộp quá à? Hả? Mà nhìn mặt hồi hộp của cô vô vui quá nè. Tương hồi này ngay cô giúp tương không? 200 nghìn nè. Có ly gì? Thì chép có ly gì? Bỏ bụng liền luôn. Trời ơi bỏ bụng liền luôn kìa trời. Đạp nhanh dữ vậy má. Đạp lẹ. Có bầu không khí hả? 2 tháng rồi, chơi có 2 tháng rồi. Người ngoài hành tinh ở nhà thôi nè cha. Quá. Em xin lỗi đi. Đi đám cưới mà thấy mệt mỏi. Đi đám cưới khách mời chờ quá giờ. Mà trời ơi, tiếng mà tối nay không được ăn nha. Có được ăn gì đâu, đám tiệc không có được ăn gì uống nè. Ủa, tiệc chúc mừng. Ê, không ấy mình vô mình nói là cô dâu đi chứ. Ý là đâu có cho ăn đâu mà đòi phong bì. Đại khái là không có đi phong bì rồi. Hay là do tại mình nói không có đi phong bì cái người ta dẹp hết đồ ăn. Dẹp hết đồ ăn luôn trời. Rồi là mới đi ra luôn, cái gì bắt vô lại. Nói chung là Ủa? Tính là nó mới nằm ngủ kêu á. Nó mới ngủ á. Oh my god. Wow. Trời ơi, nhìn anh như chăng cái bé thương. Kìa. Cho làm công. Tiếp theo. Cho bố hay. Thằng Tùng với Trang kiểu là đi với bố mẹ xong bố mẹ bỏ bơ vơ đâu mất tiêu mặt rất tội nhá. Em cho người yêu một thằng đâu rồi bố hai bố đi chỉ bán trà luôn. Anh ơi kể cả áo của anh luôn đấy có phải ủi đi nó nhanh. Ủi nữa. Nhanh lắm. Sợ lẽ vậy nha. Hôm nay tôi lừa mọi người đến đó. Nữa nữa bắt đầu làm nhanh đấy. Áo dài con dài. Hoài luôn đi trời. Ủa? Coi đồ với em với anh Đức tưởng cô dâu chú rẻ quá. Cô dâu chú rẻ. Cô dâu rẻ quá. Cô dâu đấy nhưng mà chú rẻ không phải là anh. Wow, nghe tuyệt vời thế. Em đang đợi cô miếng sau. Anh đang tập thôi. Vui chưa? Vui chưa? Không.
Không anh ơi, bận lắm. Năm mới anh Khang. Tài lộc hanh thông. Hạnh phúc bình an. Chúc mừng năm mới. Sống lâu sống khỏe. Chúc mừng năm mới. Sống khỏe. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Mất dạy. Mẹ tình mặc áo. Không. Sao mà có thể kiếm được cái áo nhận mà đẹp như vậy vậy? Tôi lỗ mà. Chết con à. Nhưng mà nhìn nữ lắm. Áo nam nữ đấy. Áo nam nữ. Mẹ lên anh ơi. Mẹ lên nữa hả? Rồi vô anh. Mọi người ơi, cái xin chứng nha mọi người ơi. Nó chỉ hay rồi sao nữa. Này, từng người trả lời, với em nha. Để quanh cô đi đã trả mọi người bao nhiêu cấp C để mọi người hãy đến đây. Ủa cái này là lúc mà cô đi gọi điện hôm qua là bạn cứ đến đi, cái lượng cấp C bạn sẽ không thể tin nổi. Đúng rồi, cái lượng không phải tin nổi đấy, nó bao nhiêu thì chưa biết. Cô nghe nói luôn á, không thể tin nổi luôn. Mọi người thử bao giá hả? Chưa. Chị ý đại hỏi là được bao nhiêu? Bạn cứ đi đi không thể tin nổi đâu. Ủa em lại chịu lận á. Ủa sao cô đi bảo em thấy tỷ hai rồi? Vậy. Cô đi bảo anh là em muốn phê em thôi chứ không thể bảo giá. Em đề cao mình như vậy. Em nhận mà đây là đầu tiên mang luôn mọi người. Nguyên con app lết dưới chân luôn. Có lẽ là Tùng mang cái đôi mà Asia mà bình thường tầm 200 mấy thôi. Nhưng mà Tùng nghe là đó tầm đặc biệt cho Tùng xong rồi. Rồi. Cái xe cao thôi mà Tùng mang nó dài luôn. Đúng rồi. Đấy, mới luôn nè. Ghê hả? Vừa cắt tắt thôi. Thấy cái gì quá. Quá đi á. Em cũng mới luôn nè. Nói chung là thực ra là cũng không có cái xe đâu. Mình mời mọi người tới. Thôi nói em được rồi. Được rồi. Được rồi. Xe nào? Nói chung là cũng có cái xe nhưng mà không có. Có cái xe. À có. Có cái xe là nó cũng không thấy bao nhiêu. Nói chung là mỗi người chắc là mua được tầm 2-3 miếng đất cuồng hai thôi. Em là mua tô mà. Cậu ơi, chạy lắm. Lồng tiếng. Không phải chỉ thấy có eco rồi. Ờ. Thấy văng văng sau. Tự nhiên nó lạc lõm. Tài lộc hành thông. Em phát hiện ra con dâu chú rể chưa thuộc. 2, 3, 5 mới an khang, tài lộc hanh thông, hạnh phúc bình an, sống lâu trăm tuổi. Một mình em bây giờ em phải đứng trên kia kìa. Đúng rồi, em đứng trên kia trả bài đi. Lên trên đây trả bài đi. Bây giờ em phải đọc được 4 câu mới xuống. Lên đây đứng. Nhanh lên, bỏ phao xuống. Tài lộc hanh thông. Tập lại từ đầu đi. Năm mới an khang, tài lộc hanh thông. Có người sống khỏe. Cái gì tài? Lên chưa? Lên chưa? Năm mới bình an, sống khỏe. Sai rồi. Mẹ ơi. Quay xuống khách mời đứa nào đang ngồi nhầm khoái. Ờ, anh ơi, nãy mặt thằng Tùng nó thái độ anh ạ. Năm mới anh khang, tài lộc hanh thông. Không thái độ đâu. Em sao tự nhiên căng thẳng hơn cả thi đại học cũng chả thái độ đâu. Mặt không hề thái độ, mặt không hề thái độ luôn. Không thái độ cái nào. Cô dâu chú rể đang bể bình bông luôn. Trời ơi. Người sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng Thành Đạt và con Liên cũng đến được với nhau. Và ngay bây giờ tại khoảnh khắc này, xin mời chị Năm dắt tay của Liên lên giao cho thằng chó này. Ủa? Chúc mừng năm mới!
chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đạp nhau rồi. Bà chút nữa tôi vô tôi nặng liền. Nó đang đi xuyên không. Trời ơi, là xuyên không cái gì. Đây đây đây. Đâu đây đâu. Để đây đây nha. À, bây giờ em đang dẫn chương trình cái chị dưới đây chị lẩm nhẩm cái em lại hôm nay đem gõ đầu chị mấy cái KDB á mai về con 35 35 kìa mọi người ơi, nốt vô 35 kìa 35 giờ lớn giờ nhỏ KDB mày giống lơ xe quá gì. Cái thầy này phá là về đánh lộ lại nha, đánh lộ lại nha. Bạn 35 à? Đánh 53 nha, đánh 53 nha. Thân này, KDV mà tập thể dục là cái gì? Thà uống à? Thà đi bộ. Thà sai. Thà... Thà đi... Là gì, là gì? Cardio. À ư nhờ. Ồ, cái này được, cái này hiểu, cái này biết, cái này biết. Đôi lúc anh cũng bị rồi. Anh không kiểm soát chính bản thân. Em ơi chị nghĩ rồi. Bây giờ điều kiện là để up mà, gọi là up sau quảng cáo là cho hết chúng mình ở phần 2 thì up. Thôi không up nữa. Quá mà. Quá mà. Quá mà. Quá mà. Quá mà. Anh em mình là Minh thì có phần 2 đấy. Em mình nhậu, em mình nhậu. Sao phần 2 thôi mời đi quê. Đến mà mời mà hai người cũng dữ vậy. Anh thống nhất đẹp, yêu người. Hình nữa không? Đây chị có đèn sáng trước. Chị ơi, phân hoa cho em đi, em chỉ ra 50 nè. Anh chịu chịu. Anh chịu chịu, chịu chịu, chịu chịu. Anh chịu chịu. Đây nè, bên này cũng hot nè. Chị đôi cho mỗi đứa rửa bó được không? Nhắc cho mỗi lần. Nhắc cho mỗi người chị. Góc này hay lắm. Cái đèn đèn là giữa hai người. Hai người. Mời nè. Mời nè. Em thấy lo quá. Em thấy lo. Sao em lo? Tại vì em không biết nhảy khi nào mới xong. Ok chưa? Anh em đi vào luôn. Anh em không vào nhảy. Sơn quá. Không, chị em được vào nhảy là đến Tết thật. Đồ này tới Tết thật. Em thấy đèn sáng quá, mình làm gì nó sáng, mặt nó sáng. Cái đuối ơi. Này,
tình luôn. Đây là chúng tôi khi nhìn lũ bạn du xuân. Vui quá à. À sao mình đi chơi? Mình không có tiền, khùng quá, ra mình không thích gì. Trời đất ơi, trời ơi là trời. Cái thay mọi người, thay ai vậy? Thay ai vậy? Mọi người ở trên của tôi vậy. Eo ơi, trên tôi đâu chứ bộ. Eo ơi, cái thay của anh mà làm được như thế này luôn đó hả? Trời ơi. Các vị nghe, cái tập này là bà Kim đầu tư 1.8 tỷ á mọi người. Cái này cái này là hết 200 triệu rồi. Cái lỗ này là Vũ Linh đọc xuống hả? Đúng rồi. Cái lỗ có sao không? Nó bể rồi đó, nó bể rồi đó. Cái lỗ không bị gì đúng không? À, bị gãy rồi. Ok. Anh ơi, anh có làm sao không? Trời mũi là chất lượng đi luôn á. Tại vì hồi nãy anh Thịnh làm bể á, em sợ anh bị té á. Anh có trao không? Không trao hả? Ơ chân chân nó. Đây thì nó nhảy hay đứng lên nhảy. Ok nhung không? Dạ. Ừ chinh. Thương bé không? Chua mỏ lên. Thơm bé cạnh. Ê là sao kia có nhìn sợ quá kìa anh ơi. Cụ bơ của bác ở đâu ra tự nhiên ở đây chân dai. Quái vật quá. Quái vật quá. Ôi sợ quá. Quái vật mập quá. Cái đầu. Anh đừng có nói tôi thấy tôi khóc đây. Đó. Mấy người có bồ mới vô, mấy người ế ở ngoài. Mấy người có bồ mới vô, mấy người ế ở ngoài kìa. Ai có bồ vô, ai ế ở ngoài Tùng ơi. Ai có bồ vô, ai ế ở ngoài. Đầu. Anh Tùng ơi, anh Tùng. Ai có bồ vô, ai ế ở ngoài anh ơi. Ai ế ở ngoài anh. Không cay, không cay, không được cay. Có cay đó, có cay đó. Không có cay. Ủa Tùng sao em không quay Tùng? Ủa đâu? Ấy chưa vô quay mà. Ba bà nể kìa, đạo diễn kêu ba bà nể vô kìa. Trong khi cô dâu chú rể vẫn đang quay thì chúng ta đi ăn. Người ta có camera rồi, người ta trích xuất rồi, người ta đăng lên. Chủ lấy tiền mà. Dạ, mời mọi người đi. Vô đi, mình cầm nước mắm vô. Không, chưa còn nước đấy à. Nói chung là hết vlog rồi. Mọi người nhớ like, subscribe, sau đó là mình nhớ cay tập đặc biệt Linh và Đạt nha. Chúc mừng năm mới. Đúng không ạ? Mời nha. Hết qua đi luôn á. 1,